Cha in bio ông trùm màn ảnh hàng lăng lê chụp ảnh sống ảo cho vợ khiến phan cười bò. Nhìn khoảnh khắc cưng chiều bà xã của cha in bio, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cha in bio xin AI ra luôn được công nhận là một trong những cặp vợ chồng quyền lực, hạnh phúc nhất nhì làng giải trí xứ Hàn. Từ khi hẹn hò cho tới lúc về chung một nhà, cặp đôi không hề vướng bất cứ tin đồn nào. Thậm chí, cha in bio còn được công nhận là ông chồng quốc dân khi hết mực yêu thương bà xã cũng như gia đình nhỏ. Mới đây, cặp vợ chồng đình đám này khiến cộng đồng mạng không khỏi phi cười khi chia sẻ khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Cụ thể, nữ diễn viên Shin Aira e. có đăng tải loạt hình ảnh sống ảo lên trang cá nhân. Trong đó, gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc nữ diễn viên để lộ nhân vật đứng đằng sau những bức hình sống ảo của mình, đó chính là ông xã của Shin Aira, e. năm tài tử nổi tiếng cha Inbio. Trong hình ảnh được Shin Aira e. đăng tải, nam tài tử cha in -Bio đang lăn lê bò toại ra sàn nhà để chụp cho bà xã khoảnh khắc sống ảo. Chỉ với khoảnh khắc này công chúng đều hiểu rằng, dù bên ngoài có là tài tử đình đám cây bít thì khi ở nhà cha in -Bio vẫn phải chịu thua trước quyền lực của nóc nhà. Cha in -Bio là ông trùm khét tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, cái tên cực hot trong thập niên 1990 qua bộ phim ước mơ vươn tới một ngôi sao. Dù là con trai một đại gia hàng hải, nhưng anh vẫn từ bỏ quyền thừa kế cũng như quốc tịch Mỹ để trở về Hàn Quốc lập nghiệp. Cha In có mọi yếu tố một diễn viên điện ảnh cần, vẻ ngoài với gương mặt cốc cạnh, nam tính, hàng chân mày rậm đậm chất đàn ông. Vì lẽ đó, các vai diễn giám đốc, con trai chủ tịch như được Donny đóng giày cho Cha In Anh là hoàng tử trong phim, cũng là vị hoàng tử ngoài đời thực. Những bộ phim có sự góp mặt của Cha In đều ghi dấu ấn và nổi đình đám tại Hàn Quốc lúc bấy giờ với các tác phẩm như Bí mật Tòa Tháp Trắng, 2007, Tướng quân g e. 2011. Tình yêu còn mãi 2014. Khác với vẻ ngoài có phần dữ dằn, trên thực tế anh là người đàn ông của gia đình. Nhắc đến cha Inbio không chỉ là nghiệp diễn mà anh còn được nhắc đến nhiều như một người chồng, người cha gương mẫu. Với cha Inbio, Xin Aira chính là tình yêu thực sự của cuộc đời anh và anh dành cả đời để tìm mọi cách thể hiện tình yêu cho cô ấy biết. Tổ ấm hạnh phúc của cha Inbio và Xin Aira là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn. Cặp đôi phải lòng nhau khi đóng chung phim Tình Anh Trao Em vào năm 1994. Chỉ một năm sau đó, Cha In Biosin Sin Aira đã về chung một nhà. Đến năm 1998, cặp đôi diễn viên đã chào đón cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng quyết định nhận con nuôi của cha In Biosin Sin Aira đã khiến công chúng bất ngờ. Họ lần lượt nhận nuôi thêm hai con gái vào năm 2005 và 2008, chăm sóc, yêu thương không khác gì con ruột. Có nhiều ý kiến cho rằng không nên công khai chuyện nhận con nuôi vì có thể làm tổn thương đến các bé, nhưng bà xã Cha In Bio lại nghĩ khác. Cô và chồng chia sẻ rằng hai con gái chính là thiên thần được Thượng Đế phái tới, mang lại hạnh phúc cho gia đình và gắn kết các thành viên. Cô luôn yêu thương con ruột và con nuôi giống nhau, khuyến khích hai bé tìm lại bố mẹ đẻ khi đã trưởng thành. Hình ảnh gia đình năm người hạnh phúc của nam diễn viên Cha In Bio đã trở nên quen thuộc trước công chúng. Thế nhưng đó chưa phải là hai cô con gái nuôi duy nhất của vợ chồng nam diễn viên. Vào tháng 4 năm 2021, Xin Ai ra bất ngờ tiết lộ cô còn một cô con gái nuôi khác hiện đang học đại học. Mặc dù không sống chung nhà và không được nhận nuôi chính thức trên giấy tờ, nhưng nữ diễn viên đã hỗ trợ tài chính, giúp con gái đi học và giữ mối quan hệ mẹ con. Cô con gái thứ ba của Xin Ai ra sống với bà và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng nhờ được nữ diễn viên hỗ trợ, giờ đây cô đã trở thành sinh viên đại học đã có rất nhiều bình luận tháng phục trước tấm lòng của vợ chồng cha In Bio Sin Aira. Dù từ bỏ quyền thừa kế nhưng vợ chồng nam tài tử vẫn sở hữu khối tài sản khủng sau nhiều năm đóng phim. Cặp đôi vàng có tấm lòng nhân ái, thường xuyên quyên góp, tham gia giúp đỡ trẻ em mồ côi, là đại sứ cho các hoạt động thiện nguyện và thậm chí từng được chính phủ Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng. Cha In Bio Sin Aira được mệnh danh là cặp đôi vàng không chỉ vì những đóng góp của họ cho cộng đồng, mà còn là bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc khó tin. Đã kết hôn được hơn 25 năm nhưng vợ chồng tài tử vẫn tình cảm như thở ban đầu. Cha In Bio nổi tiếng là người nghiện vợ, ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em đến năm sáu lần. Ngay cả khi bận rộn hoặc công tác xa nhà, ông Trùm vẫn gọi điện cho bà xã chỉ để nói lời yêu. Gia đình hạnh phúc của nam tài tử đã trở thành hình mẫu lý tưởng giữa showbiz đầy thị phi.